Xin chào, và đây là Tarot VL. Đây là những lý do vì sao bạn cần phải học Tarot càng sớm càng tốt. Vì nó tiết kiệm cho bạn nhiều tiền, rất nhiều tiền đấy. Khi bạn đã thích Tarot rồi thì khó mà cưỡng lại được việc đi xem thường xuyên. Mà chi phí thì không hề rẻ, trung bình thì tầm 200.000 cho một lần đi coi nếu bạn ở Việt Nam. Ở nước ngoài thì con số ấy sẽ trở thành khoảng 2 triệu. Nên nếu bạn quyết tâm học Tarot, bạn có thể tiết kiệm được khá khá nhiều chi phí. Chưa kể đến nếu việc bạn giỏi, bạn hoàn toàn có thể trở thành một tarot reader chuyên nghiệp. Vậy là bạn lại có thêm một cách để có thể cải thiện thu nhập của bản thân. Ban ngày là một anh nhân viên IT với những dòng code. Ban đêm lại trở thành một người tư vấn tâm lý để giúp chị em phụ nữ vơi đi những dòng nước mắt. Nghe thì cũng ngôn tình chứ ha. Vì nó tiện dụng, để book lịch với những reader giỏi hoặc có tiếng tăm một tí, nhanh thì bạn mất vài ngày để chờ đợi, lâu thì phải đến cả tuần. Lâu nữa thì cả tháng, thậm chí là nhiều tháng. Tới lúc bạn book được lịch xem bài thì những cái vấn đề đó đã không còn là vấn đề nữa. Và bạn thì có thể đã te tua với những lựa chọn trong lúc không được sáng suốt lắm của mình. Tự xem được cho mình thì bạn lại có thể giải quyết được tất cả những vấn đề nêu trên một cách nhẹ nhàng. Vì sự bí mật, thông thường khi tìm tới với Tarot, bạn sẽ có xu hướng chia sẻ hết mọi tâm tư thầm kín, mọi bí mật, những chuyện nhạy cảm khó nói của bản thân với reader. Và nếu không may, bạn gặp reader hơi nhiều chuyện một xíu, thì có thể bí mật của bạn không còn là của riêng bạn nữa. Đó sẽ là một thảm họa. Nên tốt nhất là bạn tự học rồi xem cho mình là an toàn nhất. Vì sự thật, rõ ràng là reader sẽ tìm cách để nói chuyện an ủi hoặc phần nào đó làm giảm nhẹ những thông điệp tiêu cực nếu phiên trải bài ấy quá là căng thẳng. Và chừng nào bạn chưa thấy rõ được sự thật, bạn sẽ còn phải mất thời gian lòng vòng để có thể chạm tới được sự thật đằng sau mọi thứ. Tệ hơn, nếu bạn gặp một reader không đủ giỏi, họ thường sẽ lảng tránh những điều đau lòng. Thực ra là họ muốn tốt cho bạn, nhưng cuối cùng thì bạn vẫn phải là người hiểu được điều gì đang xảy ra với cuộc sống của mình, đúng không? Và cuối cùng, chỉ có bạn mới hiểu rõ được vấn đề của mình. Dù reader là ai đi chăng nữa, họ cũng khó mà hiểu thấu được những điều mà bạn đang trải qua. Họ không tổn thương như bạn, họ không lạc lối và mất định hướng như bạn. Họ không có nằm chờ tin nhắn từ crush như bạn. Họ cũng không hiểu được sự tự ti về mặt ngoại hình mà bạn vẫn đang hàng ngày đối mặt. Và đôi khi họ cũng không tạo được cho bạn sự tin tưởng cần thiết để bạn chia sẻ. Bạn thấy đấy, tốt nhất vẫn là bạn dùng tarot để giải quyết những vấn đề của chính mình. Còn nhiều lý do khác nữa để bạn bắt đầu với bộ môn vô cùng thú vị này. Nhưng tạm thế đã. Trong một video khác, mình sẽ cho bạn biết được là Tarot có thể giúp được cho cuộc sống của bạn nhiều thế nào. Chứ không đơn thuần chỉ là mấy vấn đề như là yêu ai, ăn gì, ở đâu, chẳng hạn như vậy. Bye!